Xin chào tất cả các bạn, rất là vui là khi cục đồ làm của mình vừa mới quay xong là có khách đặt hàng mua luôn nha. Giờ gói luôn, quá nhanh quá nguy hiểm, bán trong vòng một nốt nhạc. Đây một đầu lòng nhôm 67 nha, nhôm mới 67, cái này là 12. Cái hàng này rất là hiếm, lâu lâu mới có một cục. Chỗ nào mà hàng lên các bạn mang hàng lên một cái là mua liền, để lâu rồi nó nguội. Hàng này có là chết liền, lâu lâu mới có chứ nó không có thường xuyên có. Cho nên mình nói các bạn hãy phải bấm vào nút đăng ký phía dưới kênh của mình nha. Lúc nào mà mình có sản phẩm mình post lên là các bạn mở điện thoại các bạn coi liền, cảm thấy là ok đúng cái món hàng mình cần là mua liền. Món hàng đây chỉ về miền Tây, mấy món độc là đưa lên là mua ngay lập tức nha, mà là chuyên bán đồ độc. Đây coi của bạn nào đây, chưa nhắn thông tin mới ghê chứ. Ủa đọc họ tên chuyển hàng, cái họ tên địa chỉ để ship bưu điện mà, họ tên địa chỉ. Hey, mua hàng mà quay gửi địa chỉ xong mình gửi được. Ok, cảm ơn các bạn nha.